Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm qua cho đến bây giờ đó, thì trên mạng xã hội nói chung là chia sẻ rầm rộ cái câu chuyện của nghệ sĩ Vũ Luân đó, đã có cái buổi live stream nói về cái câu chuyện mà chị Ni, Nguyên Vũ cũng như là Hồng Loan đã không báo cái thông tin, đặc biệt là cái câu chuyện mà quay phim đó, quay phim, quay MV gì đó. Bản thân Vũ Linh cũng gọi là không biết cái điều này. Thì có những cái lời trách cứ đối với người em của mình là Hồng Loan, thưa cô chú anh chị. Gây ra một trong những cái sự gọi là bùng nổ, tranh cãi. Người thì cho rằng là lại tiếp tục bên cô gọi là Hoa hậu Phương Lê hay là bên Mỹ Xuân Thiện gì đó để mà quay xe gì đó với Hồng Loan, thưa cô chú anh chị. Và ngay lập tức thì chúng ta thấy rồi, về phía gia đình Ve đó, họ ăn mừng, họ chia sẻ từ cái ông sạc pin cho đến những cái ve con đó, liên tục, có thể nói là cười nhạo, ăn mừng luôn á, có cái động thái ăn mừng. Nhưng mà mới đây thôi thì Má Tư Quốc Thanh cũng có chia sẻ một cái nội dung. Má Tư Quốc Thanh cùng với nghệ sĩ Lê Tính đó, chia sẻ cái nội dung mà có thể thấy rằng là một cuộc tin cũng là khá là vui trong cái câu chuyện ồn ào trong những ngày qua. Thật ra là từ ngày hôm qua đến bây giờ thì Thanh Quyền thấy rằng cái câu chuyện nó rất là nóng bỏng và cũng gọi là chậm lại, chứ không có vội vàng để mà lên phán xét người này người kia, là cho rằng người này đúng người kia sai, hoặc là hùa theo để mà binh vực cho Hồng Loan, để mà lên án hay là công kích vào nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Bởi lẽ chúng ta nên nhìn nhận lại rõ một cái vấn đề, đó chính là cái câu chuyện, những cái lời phát biểu của Vũ Luân, cũng như là câu chuyện cái quá trình từ trước đến bây giờ, kể cả Phương Lê hay là Mui Xuân Thiện thì cũng như vậy, thưa các chú anh chị. Có nghĩa là Vũ Luân là con trai nuôi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, là anh hai của Hồng Loan. Và suốt cái quá trình vừa qua chúng ta thấy như thế nào, đã giúp đỡ và đã bên vực em gái mình ra sao. Cho nên để nói rằng là trời ơi, Vũ Luân gọi là quay xe với Hồng Loan, bên vực người kia, vân vân, thì quả thật Thanh Quyền không tin cái điều này, thưa cô chú anh chị. Vũ Luân và Bình Tinh là hai người là người anh người chị đó, cực kỳ gọi là uy tín, không thể nào có cái câu chuyện mà bỏ rơi em gái của mình đâu, cô chú anh chị. Có thể có xảy ra những cái mâu thuẫn và thậm chí là hiểu lầm, cái đó là cái điều bình thường đó. Đó là điều rất là bình thường, vô cùng bình thường của chú chị. Nhưng mà Thanh Quyền thấy rằng là cộng đồng mạng hay là một số những cái youtuber đó, họ vội vàng quá, cũng có lẽ là vì view, vì like, cho nên đã vô cùng vội vàng để mà phán xét một cái câu chuyện. Thì hôm nay Má Tư Quốc Thanh đã nói rồi, đã có những cái lời tâm sự và trao đổi lẫn nhau, hai anh em đã gọi là xử lý trong im đẹp và hòa giải bình thường. Và cái câu chuyện khi mà Vũ Luân bức xúc đó, Thanh Quyền nghĩ rằng là nó không phải là không có lý do, không có nguyên nhân đâu. Kể cả mà khi mà Phương Lê hay là Mỹ Xuân, thì Thanh Quyền nghĩ rằng đều có một cái nguyên nhân để mà xuất phát ra cả các chú anh chị, khiến cho gọi là họ phải lên tiếng về câu chuyện này. Là một người anh hai quan tâm yêu thương em gái của mình, và Vũ Luân đòi hỏi là tại vì lo lắng cho Hồng Loan thôi, cho nên là nên mà khi Hồng Loan quyết định làm cái gì đó thì nên thông qua hoặc là xin hỏi ý kiến của anh hai một cái. Cái điều đó là Thanh Quyền nghĩ rằng là vô cùng bình thường. Một người anh mình đã lo cho em gái, lo lắng cho em gái của mình, thể hiện là một người anh vô cùng có trách nhiệm, chứ không phải là nếu như thật sự tôi không thương thôi mày làm gì kệ mày, tao không quan tâm, tao không góp ý nữa. Cái điều đó là điều khác rõ ràng của chú anh chị. Thanh Quyền thấy rằng cái sự bức xúc của Vũ Luân nó cũng xuất phát từ cái sự yêu thương em gái của mình mà thôi, chứ không có câu chuyện mà nói rằng quay xe rồi, giờ công kích Hồng Loan, tấn công Hồng Loan, không còn thương Hồng Loan nữa. Kể cả bản thân Phương Lê hay là Mỹ Xuân Thiện thì Thanh Quyền nghĩ rằng hai người chị này cũng đã gọi là không phải là không còn yêu thương hay là ghét bỏ hay là quay xe hay là để mà tấn công đâu. Thật ra họ cũng xuất phát từ cái lòng yêu thương, mến mộ. Nhưng mà chúng ta những cái cá nhân như là Mỹ Xuân hay là Phương Lê thì những cái người ngoài, người dân, còn Vũ Luân lại là người nhà. Cho nên là khi mà mọi người gọi là quay xe ngang để mà tấn công Vũ Luân, người Thanh Quyền cảm thấy là không đồng tình cái điều này. Hâm mộ một cách thái hóa, không nhìn nhận đúng những cái câu chuyện nó sự thật, thưa cô chú anh chị. Bởi lẽ thì chúng ta thấy rồi, Vũ Luân
đã từng lên tiếng mạnh mẽ như thế nào. Và cái dịp này thì lại là một cơ hội là để cho về phía gia đình ve đó, ve con ve mẹ đó cô chú anh chị, họ gọi là hả hê, họ cười cợt. Ngày hôm qua thấy Thanh Nguyễn thấy rằng là trên một số các diễn đàn trên mạng xã hội đó, hội mẹ con nhà ve bắt đầu là sôi sục ăn mừng các kiểu. Tụi nó kìa, nó không rõ ràng thằng này thằng kia nó lòi ra cái bộ mặt thật hết trơn rồi, bây giờ như thế này như thế khác. Khi cái câu chuyện mà tranh chấp đất đai đó, về vấn đề mà pháp lý vẫn chưa kết thúc, thì rõ ràng đây là một trong những cái cơ hội dành cho họ để mà họ trở mình rồi. Nhưng mà ngay lập tức thì cũng đã có một số những cái anh lớn xuất hiện để mà dập tắt cái niềm hy vọng này của ve. Có lẽ rằng lại tiếp tục một cái nỗi buồn tên của nhà ve rồi. Ngày hôm qua Thanh Nguyên thấy rằng là cô cháu gái của Lê Tim trên kênh YouTube của cô cháu gái đó được chia sẻ trên Facebook nữa. Nhưng mà những cái gương mặt gượng cười, gương mặt nó kiểu như nó sượng sượng sau cô chú anh chị. Hát nha, hát cái bài hát mà song ca với anh gọi là cái anh làm chứng á. Cái anh mà con là cháu cậu rồi, ngày hôm nay con làm chứng á, cái anh gì thì hát song ca. Nhưng mà có lẽ vì áp lực quá hoặc là lâu quá không được đi diễn của chú anh chị, hát không có nhớ lời, hát quên lời luôn. Những cái gương mặt gượng gạo, và khi mà nhìn thấy cái lượt comment này, lượt khán giả xem mình, trời ơi, loan like là mười mấy hai chục ngàn người xem, trời, mình like le que 1-2-300 người, 4-500 người xem. Những cái gương mặt gượng gạo, hát quên lời không nhớ nổi, thì chúng ta có thể hiểu được cái độ gọi là, có nghĩa là họ bị áp lực, áp lực từ gọi là cái sự đố kỵ và ganh tị như thế nào. Không, dường như là luôn không hài lòng với những gì mình đã có. Phải chỉ họ biết gọi là biết đủ đó cô chú anh chị. Người ta nói là biết đủ đó, biết hài lòng với những gì mình đã có được rồi, hạnh phúc với những cái điều mình đang có hiện tại, để không phải gọi là mất đi. Bởi vì chính vì những cái lòng đố kỵ này cho nên đã khiến cho mẹ con cô Sáu nhận được cái cách đắng như ngày hôm nay đó. Đứng trước cái nguy cơ gọi là trắng tay, không có một xu một cắc, sự nghiệp thì tan rã, tan vỡ hết tất cả. Bây giờ ai mà bóc xô cô cháu gái hay là mẹ của cô cháu gái bây giờ hát ở Việt Nam đâu cô chú anh chị, ai cả gan mà ai liều lĩnh dám làm điều này đó quý vị, chẳng có một ai có thể liều lĩnh làm cái điều này cả. Chúng ta thấy rằng Hồng Loan thì bây giờ lên tổng giám đốc rồi, công ty của riêng cá nhân của mình, cái sự nghiệp phát triển nó còn gọi là ghê gớm hơn của cháu gái nhiều. Thậm chí bây giờ nếu mà ra MV đó, chúng ta thấy rồi, vài triệu view là cái điều bình thường. Đóng phim là cái lượt rating cực kỳ khủng. Nhưng mà nhiều ý kiến thì cho rằng là về phía Hồng Loan nên chuyên tâm với cái câu chuyện mà mở công ty của mình bán hàng gì đó. Còn câu chuyện mà showbiz á thì rõ ràng chúng ta thấy rồi. Trước kia đó, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng không hướng con gái của mình vào cái câu chuyện nghệ thuật hay là showbiz. Và bản thân Hồng Loan cô ấy cũng như vậy. Cho nên là cái câu chuyện mà khi mà Vũ Linh đó, anh ấy lên tiếng cái câu chuyện mà khi mà em gái mình làm gì, tại sao không hỏi qua ý kiến của mình, hoặc là gọi là bàn bạc trước, thì Thanh Nguyên nghĩ rằng là có một phần đó là về thiên về cái vấn đề gọi là trách nhiệm của một vị anh. Và anh ấy cần phải biết cái điều đó để đưa ra những ý kiến, và thậm chí là đóng góp hoặc một lời khuyên nào đó. Thưa cô chú anh chị, khi mà chúng ta làm gì đó thì ít nhất thì khi mà nhận thêm những cái lời khuyên hay là sự góp ý nào đó thì sẽ dễ dàng đưa chúng ta đến thành công hơn cô chú anh chị. Cho nên cái câu chuyện mà những cái lời phát biểu của Vũ Luân thì Thanh Nguyên nghĩ rằng đó không phải là những lời công kích, đó không phải là những lời binh vực cho cô gọi là bông hậu hay là binh vực cho cô Mi Sun, không có được cô chú anh chị. Đó là những cái lời xuất phát từ một cái tấm lòng muốn bảo vệ cho người em của mình thôi, chứ không có cái câu chuyện mà quay xé ở đây. Thanh Nguyên thấy rằng một số các anh em hay là một số những vị khán giả quá vội vàng để mà nhìn nhận đánh giá một câu chuyện. Khi mà chúng ta nhìn từ đầu cái câu chuyện đến bây giờ thì Vũ Lân đã lên tiếng công kích những nhân vật bên kia, lên tiếng mạnh mẽ đến mức độ nào, rồi sau đó bảo vệ em gái mình ra sao trong một khoảng thời gian quá dài đến như vậy. Thưa cô chú anh chị, dù là trước đó là chưa từng có ai, thì Vũ Lân bình tĩnh là những người đầu tiên đến với Hồng Loan, chứ đâu phải là vì một cái lợi ích nào đó đâu cô chú anh chị. Với danh tiếng của Vũ Lân đó, có cần đu bám theo Hồng Loan hay không?
Vì, đúng không cô chú anh chị? Với cái danh tiếng và cái tài năng của Vũ Lưng nó có cần phải theo Hồng Loan để mà có thể là nâng cao cái tầm mình hay không, hay là Hồng Loan phải theo Vũ Lưng cô chú anh chị? Chúng ta nên nhìn nhận rõ cái điều đó, chứ không phải là cứ thấy là cái câu chuyện mà như một người anh mà Vũ Lưng là anh mà, có quyền gọi là chỉ trích hay la mắng em gái của mình thì bình thường à, còn vì phía Hồng Loan là một người em thì Thanh Nguyên nghĩ rằng là cũng sẽ anh em ngay lập tức sẽ trở thành hòa thuận ngay lập tức thôi. Chuyện anh em xích mích hay mâu thuẫn lẫn nhau trong gia đình à, đó là chuyện riêng và chuyện vô cùng bình thường. Chúng ta là những người ngoài nhìn nhận, nếu như không có thể gọi là can gián hoặc là khuyên nhủ à, thì cũng đừng nên dùng những cái lời gọi là công kích, kích bác, châm dầu dầu lửa trong cái thời điểm vô cùng nhạy cảm. Đó là cái quan điểm cá nhân của Thành Nguyên. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhìn thấy rằng mọi thứ đã được quay trở lại bình thường à, nghệ sĩ Lê Tính, Má Từ Quốc Thanh cũng đã lên tiếng và đưa ra một số những cái thông tin cực vui, tín hiệu vui, hai anh em đã hòa thuận trở lại và tiếp tục trên cái con đường gọi là vượt qua sóng gió gia tộc à, chiến đấu cùng với gọi là gia tộc họ Ve. Thưa quý vị, Thanh Nguyên thấy rằng cực kỳ tích cực à, còn đối với những cái ồn ào, Thanh Nguyên thấy rằng là mong rằng cô chú anh chị, đặc biệt là khán giả nè, các anh em YouTube, chúng ta nên bình tĩnh à, nhìn nhận lại sự việc, không nên để mà cái câu chuyện nó châm dầu vào lửa, để cái sự việc nó càng đi càng lúc càng xa, thì cái người thiệt hại lẫn chính là Hồng Loan và lại là một cái cơ hội trở mình cho gia đình họ Ve thôi. Chẳng ai có cái điều gọi là cái lợi ích gì trong cái câu chuyện mà nội bộ lục đục cả cô chú anh chị. Mấy bữa nay thấy cái liên tục xảy ra, rồi bắt đầu là những người bên cạnh dần dần rời xa thì cái như thế nào cô chú anh chị? À, quân địch gọi là mới có chết ba, quân ta chết hết rồi. Càng lúc cái thế lực nó càng suy yếu, dần lại quân càng ngày càng ít lại, thì đó là một trong những cái cơ hội chúng ta tự đạp đổ à, cái là cái thành công, cái thành tựu của mình mà thôi. Nhưng hiện tại thì thấy Hồng Loan à, và đã tươi tắn trở lại à, rồi và những cái công việc nó cũng gọi là khá là tốt ừ. Thì à, Thanh Nguyên thấy rằng là đây cũng một trong những cái tín hiệu khá là vui và luôn nhận được cái sự gọi là à, kiểu như là phù hộ của chú anh chị à, có cái sự tu lên ở dưới ở trên trời đó, ở trên trời có linh thiêng thì cũng có những cái phù hộ giúp đỡ cho con của mình, những đứa con của mình à, thì Vũ Lưng, Bình Tinh hay là Hồng Loan thì cũng đều là con của cố nghệ sĩ Tú Linh cả à, để cho những người họ cùng nhau hòa thuận và cùng hướng tới à, một cái tương lai à, tuyệt vời à, hơn à, trong cái à, sự nghiệp của Hồng Loan trong quan hệ sắp tới, đặc biệt là cái công ty mình đang mở đó cô chú anh chị. Rồi, đó là một số những cái nội dung mà trong đó thì có những cái ý kiến quan điểm riêng cá nhân của Thành Nguyên à, không biết rằng quý vị khán giả có đồng tình hay không à, mỗi ý kiến đóng góp thì mong rằng quý vị để lại dưới phần video để Thanh Nguyên có thể tham khảo hơn à, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm à, đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. À, đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất à, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị à, một chai em đang cầm đó chính là nửa lít là 750.000 à, miễn phí ship, một lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài à, tất cả các nước trên thế giới luôn à, tiếp theo đó chính là tôm khô này là tôm khô loại 1 à, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị à, tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký à, nửa ký thì à, cũng là 750.000 luôn, một ký là 1.500.000 miễn phí ship à. À, tiếp theo thì à, là trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên à, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau à, một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000 à, một ký là 1.600.000 à, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em à, gồm có là tôm khô, à, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể à, giao qua tất cả các nước trên thế giới à, quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì à, mong rằng cô chú anh chị ủng hộ à, đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.